Ỷ Lan Quan Âm Bồ Tát, mãi nghìn đời câu hát còn dương. Linh Nhâm Thái Hậu mở đường, ngàn hoa nở rộ khắp phương muôn loài. Trang sứ giang đoá lan sáng ngời, dũng mang thân phận thượng dân chốn xa xôi nơi đồi dâu thiên. Duyên trời xui khiến gặp gỡ nơi thiền, nhà vua sai đắm mang giá loan rước nàng. Nơi cấm cung gấm nhung son vàng, Ỷ Lan được nhà vua Lý Thánh Tông hết lòng yêu thương. Sống năm tháng tình mặn nồng, ngỡ êm ấm đời trọn đời, nào ngờ đâu cũng hoang lắm điều thị phi, tranh quyền ghét ganh đoạt lợi. Cứ trời định phong phận bà cam thời loạn lạc can qua binh biến triền miên, muôn nhà lầm than thống khổ. Đức vua phải thân chinh điều binh khiển tướng, cùng với muôn dân giữ yên bờ cõi sơn hà. Kỷ Dậu tháng hai, Nguyên Phi Ỷ Lan được nhà vua trao quyền. Nhiếp chính giữa triều chăm lo chính sự, thái sư Lý Đạo Thành là người phò trợ việc nước non. Như hoa giữa trời xuân tươi đẹp, người đem ánh dương xua mây mờ. Như đạo từ bi sáng soi cờ phong phớ, danh lừng gian khắp nơi gần xa. Nhưng một hôm đất trời tan thương triều nặng, nhà vua Lý Thánh Tông băng hà. Triều ca xảy ra bao biến cố, mưu toan tranh quyền cuộc chiến không hồi phân. Thái tử Lý Càn Đức lên kế vị ngai vàng, Nguyên Phi Ỷ Lan phải buông rèm nhiếp chính. Cũng từ đó mà hai vai gánh nặng, bà dành trọn tâm mình vì cơ đồ xa tắc. Những người luôn sống vì non sông, không mang tư quyền lòng phân minh, trước sau vẹn tình giữ gìn câu hiếu trung. Lần thứ hai bà được nắm quyền nhiếp chính, ghi lại thời gian son trong lịch sử oai hùng. Trị nước an dân để cho trăm họ sống thành bình. Bà có lời rằng muốn nước non thịnh trị phải biết nghe lời can gián của đấng trung thần, vì lợi ích nước
non sông cho dù chướng tai gai mất. Thuốc tuy đắng nhưng chữa được bệnh ngay, phải xem dương quyền là thứ đáng sợ nhất, bởi nó thường làm thay đổi lòng người, để giáo hóa muôn dân phải tự mình tu đức. Dân nói gương tốt của người trên thì pháp lệnh mới có thể nghiêm hành. Muốn nước mạnh với dân phải nhân từ, bình thiên hạ trừ bão là tan, cuộc sống sẽ sớm bình an. Hội đủ điều ấy sẽ xoay chuyển thế thời, non nước sẽ vững vàng âu ca. Người mang đạo Phật giao qua chúng dân, lời hay ý đẹp như hương hoa ngọt ngào lan tỏa. Cánh bà cô các bậc trung thần như Lý Đạo Thành, Lý Thường Kiệt, cùng muôn dân gánh vác việc non sông. Giặc tống cuồng ngông rút quân tháo chạy, Nam Quốc sơn hà giáng mái bản hùng. Còn âm gian dòng ngàn xưa cho đến hôm nay, tâm sáng ngời giữa đất trời cho đời nói gương. Thương sao phần nhi nữ hiếu trung vẹn giữ đức tài, ngàn đời nữ Hoàng Thái Hậu linh nhâm được thần dân kính yêu, tôn bà như là Quan Âm Bồ Tát. Giác ngộ nhân sinh đem tình người cảm hóa, lấy nhân tâm trị quốc. Lấy bài kể sắc không làm tôn chỉ ở đạo thiền. Sắc là không, không tức là sắc, không là sắc, sắc tức là không. Sắc không chẳng hoàng mới được hợp chân tông, thuyền uyển tập âm vẫn còn lưu giữ. Con cháu tôn thờ nên lập đền thiên, người tạc nên bức tranh gấm dốc sơn hà. Muôn nhà cùng hướng tâm lên bà, cầu cho quốc thái dân an, muôn đời thịnh hưng. Từ việc an dân khó nhọc trên đầu, đến chiếu chuộc người và cấm trộm trâu. Việc lành gian xa quy đức nghiêm trang, ngàn hoa nở rộ sắc màu thắm tươi. Gương sáng rạng ngời cho ta bài học quý, dù đi đến nơi nào vẫn nguyên vẹn trái tim. Tâm chưa thiện thì sinh lòng bất chính, người không hòa hợp sẽ biến bạn thành thù. Quá lãng toàn việc nước non, tròn tình vẹn nghĩa với người tình chung. Hai
hai lần nhiếp chính đều yên. Chúng sinh phát nguyện cho đời an yên.